Kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 sẽ được tổ chức làm hai đợt, vào đầu tháng 4 và đầu tháng 6. Ở đợt 1, thí sinh sẽ có hơn một tháng tham gia đăng ký dự thi, từ ngày 22 tháng 1 đến ngày 4 tháng 3. Xin chào, mình là Hữu Thông, người sẽ đồng hành cùng với các bạn trong kỳ thi đánh giá năng lực năm 2024 này. Chỉ còn ít ngày nữa thôi là cổng đăng ký dự thi kỳ thi đánh giá năng lực sẽ chính thức mở ra. Thí sinh đừng quên những mốc thời gian sau nhé. Đợt 1, mở cổng đăng ký từ ngày 22 tháng 1, đăng ký dự thi trực tuyến và duy nhất tại trang thi năng lực.bnuhcm.edu.vn. Đợt 1 sẽ được Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào ngày 7 tháng 4 tại 24 tỉnh địa phương, bao gồm 21 địa phương như năm trước là Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ, Kiên Giang và Bạc Liêu. Và mở rộng thêm 3 địa phương nữa, đó là Thừa Thiên Huế, Bình Phước và Tây Ninh. Kết quả của đợt 1 sẽ có vào đúng một tuần sau khi thi, tức ngày 15 tháng 4. Đừng để bỡ ngỡ về cách thức đăng ký. Ngay bây giờ thí sinh có thể chuẩn bị: 1. Căn cước công dân chụp sẵn mặt trước và mặt sau nè, bạn nào chưa có căn cước công dân thì đi làm sớm nhé. 2. Tham khảo thông tin về đề thi mẫu, cấu trúc của đề thi để có kế hoạch học tập. 3. Tập dượt một trong 4 phương thức thanh toán lệ phí dự thi qua Vietmoney, Foxpay, Momo và PayU. Kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chú trọng đánh giá các kỹ năng cơ bản để vào đại học của thí sinh, bao gồm sử dụng ngôn ngữ, tư duy logic, giải quyết vấn đề và xử lý số liệu. Về hình thức làm bài, bài thi gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan đa lựa chọn với thời gian làm bài là 150 phút. Hãy nốt lại lịch mở cổng đăng ký dự thi vào thứ Hai ngày 22 tháng 1 năm 2024 này nhé. Và đừng quên follow kênh TikTok của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh để biết thêm nhiều thông tin chính thức. Hẹn gặp các bạn vào video tiếp theo.